Xin chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Tử Vi ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức Tử Vi gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và cùng đồng hành với Kiến thức Tử Vi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn với một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về vận mệnh và tài lộc của 12 con giáp trong ngày mùng 6 tháng 3 năm Tân Sửu 2021 và để đón nhận vận trình ngày mới của mình về công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và gia đạo. Trong ngày này thì có con giáp nào gặp được những điều may mắn nhất và những con giáp nào vẫn phải đối đầu với những đen đủi và xui xẻo nhất trong cuộc sống? Và để đón nhận vận trình ngày mới của mình thì về công danh, sự nghiệp, tài lộc biến động ra sao? Thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của 12 con giáp trong ngày mùng 6 tháng 3 năm Tân Sửu 2021, tức là thứ Bảy về dương lịch. Còn về âm lịch là ngày 23 tháng 1, ngày Quý Sửu thuộc hành mộc, tháng Canh Dần thuộc hành mộc, năm Tân Sửu, ngày hoàng đạo là ngày Minh Đường. Tuổi xung khắc trong ngày là tuổi Ất Mùi, tuổi Tân Mùi, tuổi Đinh Hợi và tuổi Đinh Tỵ. Tuổi xung khắc trong tháng là tuổi Nhâm Thân, tuổi Mậu Thân, tuổi Giáp Tý và tuổi Giáp Ngọ. Trong ngày này thì có sao Liễu, sao Trực Khai, sao Lục Diệu và sao Đại An. Giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Dần từ 3 đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 đến 17 giờ và giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 đến 23 giờ. Và những việc nên làm trong ngày này như xuất hành, đi tàu thuyền hoặc khởi tạo động thổ, san đắp nền, xây dựng kho. Còn những việc kiêng kỵ trong ngày như việc chôn cất, đó là những việc đại kỵ. Còn hướng xuất hành trong ngày là hướng hỷ thần, hướng đông nam, hướng tài thần là hướng chính tây, hướng hạc thần là hướng đông bắc. Còn ngày xuất hành theo cụ Khổng Minh là ngày đạo tặc rất xấu, xuất hành dễ bị hại. Còn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong là giờ đại an như giờ Dần từ 3 đến 5 giờ, mọi việc đều tốt lành, cầu tài, đi về hướng tây nam. Giờ tốc khỉ trong ngày như giờ Mão từ 5 đến 7 giờ, tin vui sẽ tới, cầu tài nên đi về hướng nam. Còn giờ tiểu các trong ngày như giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ thì rất tốt lành, xuất hành gặp may mắn, buôn bán sẽ có lợi. Và các bạn thân mến, dưới đây thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy theo dõi tử vi về vận mệnh và tài lộc, tình duyên, gia đạo của 12 con giáp trong ngày mùng 6 tháng 3 năm Tân Sửu 2021, tức là vào ngày thứ Bảy về dương lịch. Thứ nhất là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tý. Người tuổi Tý thì theo tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng Tý có thể sẽ cảm thấy thật may mắn khi mà đã tìm được đường nhân duyên ở ngay bên cạnh mình. Ngày Tý Sửu nhị hợp, có khi đây chính là định mệnh mà ông trời dành cho con giáp này. Bản mệnh không cần phải tìm kiếm đâu xa, bởi vốn dĩ thì người ấy sẽ luôn ở bên và quan tâm chăm sóc bạn. Ngày Tỷ Kiên lại cho thấy những sai sót mà con giáp này gặp phải trong công việc khi mà tỏ ra quá cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của bất cứ ai mà cứ hành sự một mình. Còn vận trình công danh, sự nghiệp của Tý cũng vì thế mà gặp phải nhiều trở ngại ngoài ý muốn, với các kế hoạch vẫn chưa hoàn thành đúng theo dự định. Còn đường tài lộc cũng có dấu hiệu chững lại, đã tới lúc mà bản mệnh cần phải xúc tiến các phương pháp kiếm tiền dự phòng để cải thiện nguồn thu nhập. Ngoài ra thì con giáp này cũng nên nhớ rằng tâm tính bất ổn và khó giữ được bình tĩnh nếu như bị chèn ép quá mức. Còn quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý trong ngày là người tuổi Thân và người tuổi Tỵ. Về thứ hai là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Sửu. Hôm nay là ngày thiên quan ám hại Sửu, cần phải cẩn thận và thận trọng khi làm việc với người lạ, tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Tin là người không đáng tin khiến cho bao công sức vất vả từ trước đó đã bị tan biến mất. Không chỉ người lạ
mà còn cả người quen cũng có thể trở thành những nguy hại với con giáp này trong ngày mùng 6. Điềm báo tiểu nhân, nó vẫn đang tăng lên về bản mệnh, có thể vì thế mà mất đi nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Ngày thổ khí vượng còn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của người tuổi Sửu đang đi xuống. Con giáp này lo lắng mất ăn mất ngủ, thân thể cũng theo đó mà suy kiệt. May mắn thay là đường tình duyên trong ngày vẫn tiến triển khá hài hòa. Ngày ngũ hành tương sinh, nó củng cố tinh thần tích cực của bản mệnh trong các mối quan hệ. Và quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu trong ngày là người tuổi Mão và người tuổi Tỵ. Thứ ba là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dần. Tuổi Dần thì theo tử vi ngày mới cho biết là ngày này xuất hiện thương quan, nên vận trình công danh sự nghiệp của Dần trong thời điểm này không được tốt cho lắm. Con giáp này rất dễ suy nghĩ tiêu cực, phủ nhận những thành quả mà mình đạt được. Ngày tự ti với chính bản thân, có nhiều những cơ hội để bản mệnh thể hiện mình, nhưng vì thiếu đi sự tự tin mà để lỡ hết tất cả. Đây sẽ là điều khiến cho con giáp này thấy vô cùng đáng tiếc. Với người tuổi Dần nên phải tìm cách để vực dậy tinh thần của mình. Ngày ngũ hành xung khắc rất dễ dẫn đến sự bất hòa trong gia đình, và bản mệnh cần phải bình tĩnh để giải quyết các vấn đề, đừng quá bốc đồng mà khiến cho chính người mình yêu thương phải chịu nhiều tổn thương. Và để đảm bảo sức khỏe thì con giáp này hãy tăng cường các bài tập thể dục thể thao, vận động giúp sức khỏe ổn định hơn. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần trong ngày là người tuổi Tuất và người tuổi Mão. Về thứ tư là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mão. Hôm nay là ngày thực thần chiếu mệnh, nó cho thấy thời cơ làm giàu của Mão đã đến. Con giáp này cần phải mạnh dạn, dám nghĩ dám làm để không bỏ lỡ thời cơ quý báu khi mà ngày thực thần đã ở bên hỗ trợ và nâng đỡ cho mình. Với nguồn thu trong ngày của bản mệnh, nó sẽ tăng lên gấp bội, và con giáp này cần phải nỗ lực phấn đấu, phát huy hết năng lực của mình. Người tuổi Mão sẽ khá bận rộn trong ngày hôm nay nhưng lại mệt mỏi. Hãy yên tâm, khi đếm tiền bạc thu về sẽ thấy hết mệt. Còn đường công danh sự nghiệp cũng rất thuận. Bản mệnh làm việc gì đều rất nhiệt tình và kiên nhẫn dù khó khăn đến mấy. Người tuổi Mão trong ngày này về khoản tiền bạc rất phát. Tuy nhiên thì ngày ngũ hành thổ mộc nó bất dung với người độc thân, có lẽ vẫn chưa tìm được cơ hội để có thể bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Điều đó đã khiến cho con giáp này khó chịu trong lòng, và hãy thử cách để tìm cách khác để khiến cho người ấy dần cảm nhận được tình yêu của bạn dành cho đối phương của mình. Và quý nhân phù trợ cho con giáp này trong ngày là người tuổi Tuất và người tuổi Hợi. Thứ năm là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thìn. Hôm nay thì Thìn đang vấp phải nhiều sự chỉ trích từ chuyện là tình cảm của mình. Ngày này là ngày Thìn Sửu tương phá nên con giáp này không quá quan tâm đến lời nói của những người xung quanh, nhưng ngay cả người thân cũng phản đối khiến cho bản mệnh phải đau lòng, với mong muốn là nhận được lời chúc phúc của mọi người nhưng kết cục không được như ý. Con giáp này cần phải bình tĩnh để tìm ra vấn đề nằm ở đâu, để tránh những việc càng gỡ càng rối chẳng nên chuyện gì. Và chính quan nhập mệnh trong ngày nên hãy dành nhiều thời gian trong ngày cho công việc. Điều đó sẽ giúp cho người tuổi Thìn cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, chớ nên đắm chìm mãi trong suy nghĩ đau khổ mà tự hại chính mình. Trong công việc của bản mệnh trong ngày hôm nay thì rất dễ diễn ra không quá vất vả. Đây là thời điểm thích hợp mà theo tử vi ngày mới khuyên con giáp này cần phải nhanh chóng thực hiện các kế hoạch đã xây dựng từ trước. Cùng với bản lĩnh vững vàng thì Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công vượt ngoài mong đợi trong ngày. Quý nhân phù trợ con giáp này trong ngày là người tuổi Dậu và người tuổi Tuất. Về thứ sáu là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tỵ. Theo tử vi ngày mới cho biết, ngày Sửu Tỵ bán hợp nên vận trình tình duyên của Tỵ hôm nay khá tốt. Con giáp này có thể tự mình tìm thấy được tình yêu, bản mệnh cũng biết mình cần người như thế nào để ở bên cả đời. Còn với các cặp đôi thì hôm nay mọi chuyện đang suôn sẻ đúng theo ý muốn. Tuổi Tỵ có được những cơ hội tốt để chứng tỏ tình yêu của mình chẳng hề phai nhạt theo thời gian, cũng hâm nóng tình cảm với người yêu. Và con giáp này và người
ấy cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Ngày chính tài nó còn đảm bảo cho nguồn thu nhập con giáp này trong bản ngày này khá ổn định, và con giáp này làm tốt nhiệm vụ của mình, không gặp phải khó khăn gì về chuyện tài chính. Còn về cơ bản thì mọi chuyện đều khá ổn thỏa, với người làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, tài lộc vô cùng dồi dào trong ngày mùng 6 tháng 3 này. Và quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ trong ngày là người tuổi Thân và người tuổi Sửu. Thứ bảy là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Ngọ. Hôm nay là ngày cục diện Sửu Ngọ tương hại, nó tác động và đã khiến cho người tuổi Ngọ đang mệt mỏi vì những mâu thuẫn trong gia đình. Cứ người này đổ lỗi cho người kia, trong khi đó thì vấn đề cốt lõi và cách giải quyết thì chẳng ai quan tâm. Với gánh nặng đè nặng lên vai khiến cho con giáp này có những lúc cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Còn vận trình công danh sự nghiệp trong ngày diễn ra tương đối khó khăn, bản mệnh đã trở nên hiếu thắng và kiêu ngạo trong quá trình làm việc. Người tuổi Ngọ nhất quyết phải bảo vệ quan điểm của mình tới cùng và tuyệt đối không có thiện ý lắng nghe, tiếp thu đóng góp ý kiến của người khác. Bù lại là ngày thiên tài xuất hiện, nó mang đến tia hy vọng mới về tài lộc cho người tuổi Ngọ. Chỉ cần biết cách lợi dụng thế mạnh thì sẵn sàng có thể kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề tay trái của mình. Với khả năng quản lý tài chính thông minh thì bản mệnh vẫn có thể thoải mái chi tiêu trong ngày 6. Và quý nhân phù trợ con giáp này trong ngày là người tuổi Tuất và người tuổi Dần. Về thứ 8 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mùi. Hôm nay thì vận trình tình cảm của Mùi khá hài hòa, đôi lứa yêu nhau rất thắm thiết, trong sự chúc phúc và ủng hộ từ rất nhiều người thân, bạn bè, đó cũng là động lực giúp cho cặp đôi này vượt qua nhiều áp lực trong cuộc sống để vun vén cho tình cảm ở hiện tại. Con giáp này còn đang độc thân cũng sẽ có cơ hội cao để tìm được nửa kia như ý. Ngày này là ngày thiên quan giáng họa, giáng mệnh nên đây là dấu hiệu cảnh báo có nguy cơ rất nhiều về tiểu nhân lừa gạt bạn, và bản mệnh phải thận trọng với người tiểu nhân có thể xuất hiện trong cả chuyện tình cảm lẫn công việc, có thể là lừa cả tình, lừa cả lòng tin của người tuổi Mùi. Con giáp này cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là kẻ xấu, đâu là người tốt. Tuy nhiên thì đường tài lộc của Mùi vẫn có điểm sáng. Ngày chính tài mở ra cho bản mệnh khá nhiều cơ hội làm ăn tốt, đầy hứa hẹn sẽ gặt hái được khoản lời đáng kể. Song con giáp này nên tận dụng thế mạnh ở hiện tại để có những bước tiến xa ở trong tương lai. Và quý nhân phù trợ cho Mùi trong ngày hôm nay là người tuổi Hợi và người tuổi Ngọ. Về thứ 9 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thân. Theo tử vi ngày mới cho biết là ngày chính ấn xuất hiện, nó hỗ trợ Thân khá nhiều trên con đường công danh và sự nghiệp. Con giáp này có thể đạt được những bước tiến vượt bậc khi mà thành công trong việc giành lấy cơ hội để thể hiện năng lực của chính mình. Cấp trên cũng công nhận và tin tưởng trao thêm cho con giáp những trọng trách cơ bản hơn. Con giáp này hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để cho thấy năng lực của mình là có thật, chứ không phải là nhờ ăn may. Ngày thổ dưỡng kim nên vận trình tình cảm của con giáp này đang tiến triển khá tốt. Người tuổi Thân rất hạnh phúc và đắm chìm trong tình yêu của ngày mùng 6 tháng 3. Sức khỏe luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu, nhất là khi công việc mỗi lúc một nhiều. Nếu như bản mệnh ốm có nghĩa là hoãn lại tất cả các kế hoạch đã lên từ trước. Môi trường xung quanh ta nó tồn tại nhiều mầm mống bệnh tật, nếu chủ quan thì rất dễ mắc bệnh. Vì thế con giáp này cần tìm cách phòng chống làm sao cho hợp lý. Và quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân trong ngày là người tuổi Tý và người tuổi Thìn. Thứ 10 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dậu. Hôm nay là ngày tam hợp quý nhân trợ mệnh, nên người tuổi Dậu sẽ gạt bớt được nỗi lo về chuyện tình cảm. Con giáp này chán nghe những lời thúc giục của người thân, luôn sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu, để có cuộc đời bước sang một trang mới. Tình yêu sẽ gõ cửa trái tim mà bản mệnh sẽ cảm thấy đôi chút hối tiếc vì mình đã không yêu sớm hơn một chút nữa. Ngày thiên ấn nó mang thêm tin vui tới cho Dậu khi mà những khó khăn trong công việc cũng dần lùi xa, thay vào đó là những thành công bước đầu khi mà con giáp này dám đưa ra những bước khi khá mạnh dạn. Chỉ cần bản mệnh dồn hết tâm sức làm việc, cố gắng không ngừng học hỏi,
mọi lúc mọi nơi thì chuyện thăng tiến sẽ chẳng còn xa xôi. Con đường tài lộc của con giáp này cũng có dấu hiệu thăng tiến trong ngày hôm nay. Nguồn thu nhập đến từ công việc chính và phụ nó mang lại cho con giáp này một nguồn thu khổng lồ. Vì vậy mà trong ngày hôm nay con giáp này có cuộc sống rất dư dả. Quý nhân phù trợ cho con giáp này trong ngày là người tuổi Tỵ và người tuổi Sửu. Về 11 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tuất. Theo tử vi ngày mới cho biết, Tuất Sửu tương hình đó là ngày 6. Đây là điểm báo không tốt về chuyện tình cảm của người tuổi Tuất. Gia đình lục đục với các thành viên dường như không quan tâm và chăm sóc nhau, chỉ như là những người ở chung nhà. Với người độc thân thì khó có thể tìm thấy một nửa của mình đang mong muốn vì những tổn thương cũ. Ngày chính quan nó sẽ nâng bước cho con giáp này trên con đường công danh sự nghiệp và bản mệnh. Không cần phải lo lắng quá nhiều, cứ làm tốt việc của mình thì sẽ có được vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Và cơ hội để người tuổi Tuất có thể thăng quan tiến chức không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Con giáp này biết là tận dụng thời cơ có thể để giành được thành công mà mình mong đợi. Còn vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay rất rủng rỉnh. Đây là thời điểm tốt để mở ra cho bản mệnh những khoản thu lớn vượt ngoài mong đợi. Ngày thiên tài che chở nên người làm ăn kinh doanh có thể nhận được nhiều hợp đồng lớn trong ngày 6. Quý nhân phù trợ cho con giáp này trong ngày là người tuổi Ngọ và người tuổi Thân. Về 12 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Hợi. Hợi thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Hợi trong ngày hôm nay có nhiều cơ hội tốt để hàn gắn lại những vết nứt trong các mối quan hệ gia đình. Ngày cục diện tương hội nó giúp cho con giáp này một lần nữa nhìn thấu đáo các vấn đề và hiểu được những khó khăn mà đối phương phải chịu đựng trong suốt bấy lâu nay. Khi mà biết yêu thương và chia sẻ thì tình cảm cũng sẽ dần trở lại, nhưng những ngày đầu bản mệnh đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng mình là người thiệt thòi mà không hề quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Ngày kiếp tài giáng họa nên vận trình tài lộc của họ đang nảy sinh rất nhiều vấn đề. Và con giáp này chi tiêu hoang phí không cần thiết khiến cho túi tiền của mình mới còn đang đầy đến ngày hôm nay đã vơi đi ngay lập tức. Về phương diện công danh sự nghiệp của họ diễn ra khá dễ dàng trong ngày này. Bản mệnh nhanh chóng trở thành một trung tâm phân giải và gắn kết các mối quan hệ nhờ vào khả năng kết nối tốt của người tuổi Hợi. Và quý nhân phù trợ cho con giáp Hợi trong ngày là người tuổi Mùi và người tuổi Sửu. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.